Winbin hé lộ cách ghi chọn điểm 10 với Son Jae-jin nhờ bộ môn gôn. Winbin đã dành nhiều lời có cánh khi nói về khả năng chơi gôn của Son Jae-jin. Winbin và Son Jae-jin đã chính thức kết hôn vào tháng 3 năm ngoái. Cho đến nay, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đình đám đều nhanh chóng thu hút sự săn đón nồng nhiệt từ giới truyền thông và khán giả. Hiện tại cả hai đang vô cùng bận rộn với việc chăm sóc quý tử đầu lòng, dù vậy nam diễn viên vẫn cố gắng tham gia các hoạt động quảng bá phim và lịch trình công việc phù hợp. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình Hàn Quốc, Winbin đã hé lộ về sở thích chung của bản thân anh với bà xã khi còn hẹn hò. Đó chính là cả hai đều đặc biệt yêu thích bộ môn gôn. Nam diễn viên chia sẻ thêm, vì có điểm chung trên nên cặp đôi thường xuyên lựa chọn sân gôn làm nơi hẹn hò. Đặc biệt anh còn chủ động ghi điểm bằng cách hướng dẫn bà xã một số kỹ năng để chơi gôn. Dù vậy, Winbin cho rằng khả năng chơi môn thể thao quý tộc của Son Jae-jin khá xuất sắc. Anh khẳng định khi có thời gian rảnh chắc chắn sẽ đi chơi gôn, mỗi khi thời tiết đẹp, tôi sẽ đi đánh gôn với người quen. Ngoài ra, Winbin còn tập thêm một số bộ môn khác để giữ gìn vóc dáng và nâng cao sức khỏe. Nam diễn viên thường tập thể dục khoảng 4 đến 5 lần trong một tuần nếu không vướng vào lịch trình quay phim, anh tâm sự đó là thói quen trong cuộc sống. Tôi thường về nhà và tập tạ bất cứ khi nào có thời gian. Tôi tập nâng cao thể lực trong 1 tiếng rưỡi và tập các bài giúp tim mạch trong 1 giờ.